Ê, ô, ô, quay 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 ô nặng lắm nè, trời ơi, con tàu gỗ nó nặng nè, chà bá luôn. Ủa, chưa biết đáp như thế nào rồi. Và bây giờ tiếp tục về cửa khẩu phần thứ hai các cô chú anh chị ạ. Còn cái phần này thì nặng hơn cái phần kia luôn, vì phần kia thì chỉ có hai cái chữ Y chiều dọc, phần này là tới 3 nên là khá là dài nè. Khá là dài các cô chú anh chị ạ. Thì họ sang hiện bây giờ là chiều rồi, khá là chiều tối rồi. Nếu như mà họ sang quay xong về mà chỉnh sửa video không kịp thì họ sang sẽ đăng lại sáng sớm nha các cô chú anh chị. Nếu như kịp thì họ sang sẽ chia sẻ lên luôn, thì chỉ sợ là không kịp thôi. Ồ, quá to luôn. À, khả năng thì họ sẽ thấy cái này nó ngắn hơn cái kia. Cái trước thì nó chỉ có hai thanh sắt nhưng mà nó lại dài, nó nặng hơn, nó vướng víu. Còn cái phần này thì nó là được có ngắn hơn khoảng một ít, mà nó có tới 3 thanh sắt cô chú anh chị, cho nên là cẩu nó không vướng víu, nó rất chi là dễ dàng. Khi đội trục vớt thì bên dưới thì họ sen cũng đang thấy bên dưới các bác thì cũng đang tiến hành tiếp tục để cắt và những phần còn lại để tiếp tục cẩu tiếp với cô chú anh chị. Đây thì còn cái phần này thì các bác bên dưới thì vẫn tiếp tục, bên trên thì cẩu rồi được xong rồi, bên dưới thì các bác vẫn tiếp tục tiến hành cắt cái thanh này ra, nó đang vùi lấp ở dưới để tiến hành cẩu tiếp với các cô chú anh chị. Còn bên trên này thì sen đang thấy là cái cẩu đang hạ xuống một cái khối bê tông thật là to và cái dầm. Tiến độ của các bác hôm nay rất chi là nhanh gọn lẹ và đẩy nhanh cái tiến độ này rồi. Không biết một lúc nữa đây thì các bác cẩu những cái phần kia có phát hiện ra được một nạn nhân nào nữa hay không, thì tiếp tục họ sẽ ghi hình và chia sẻ đến các cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Đấy, quay 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 nặng lắm nè, trời ơi, con tàu gỗ nó nặng nè, chà bá luôn. Ủa, chưa biết đáp như thế nào rồi. Nặng lắm. Theo như cái kinh nghiệm hồi sen hạ thường chia sẻ thì nếu mà cẩu vật nặng thì cái cẩu này sẽ rút ngắn khoảng cách lại này, đúng không các cô chú anh chị, ngắn là để cho có cái lực khỏe hơn để cẩu được những cái phần to hơn xuống rồi, cũng không dễ dàng một tí nào, đúng không ạ. Còn bên dưới thì các bác vẫn tiếp tục nha, tiếp tục cắt bên dưới. À, bây giờ mới xuống được, không phải muốn xuống là dễ đâu. Vâng, đấy. Thì cái buổi chiều ngày hôm nay thì các bác làm việc rất là suôn sẻ và nhanh gọn lẹ, cũng như là tiến độ rất là nhanh hơn những ngày trước. Thì bên dưới thì các bác vẫn đang tiến hành tiếp tục lại cắt thổi và tiếp tục cẩu nha cả nhà. Tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị thì cái cẩu bên trên lại tiếp tục cẩu cái phần còn lại của cái phần thứ hai này. Mới vừa rồi thì video trước họ sẽ chia sẻ đã cẩu cái phần 1 rồi, bây giờ cẩu tiếp phần 2 nha các cô chú anh chị. Vâng, hiện bây giờ thì họ sẽ thấy cái cần cẩu này tiếp tục thu dây và chuyển cần sang bên các bác đang cắt và thổi những cái thanh dầm bên dưới. Khả năng thì các bác sẽ cẩu nốt luôn cái phần bên dưới này. Đây là phần bên dưới còn lại của
cái khi nãy mà đã cẩu lên. Các bác ở đây cũng rất là đông, phải chăng đã phát hiện gì không? Đó là bạn bơi để họ xem phóng gần đến, bơi gần đến. Ở đây là không, các bác đang bới ra đào cát bê tông và để cắt ra cần cẩu kia tiếp tục cẩu lên nha cả nhà. Trong khi chờ đợi thì họ sen đi máy qua bên cầu phao. Thì hiện bây giờ thì cầu phao đang rất chi là thông thoáng và mọi người dân thì đi cũng rất là ok, cũng không có gì gọi là ùn tắc cả nhà. Đây, sen quay ra giữa cầu cả nhà mình cùng xem nhé. Đây là hiện bây giờ thì trong khi chờ đợi các bác cẩu thì sen thấy lượng phương tiện giao thông ở trên cầu phao hiện bây giờ thì không đông, cũng không quá ùn tắc, xe chạy rất chi là thoáng không ạ. Sen chia sẻ đến các chú anh chị mình, các chú anh chị mình cùng cập nhật nhé. Bây giờ thì họ Sen sẽ quay lại chia sẻ cả nhà mình bên cái hướng mà các bác đang trục vớt nha. Thì bây giờ thì máy đã nổ lên rồi, khả năng thì các bác tiếp tục cầu tiếp các bạn, các cô chú anh chị. Này, cũng không dễ dàng tí nào, các bác phải bới đào có thể cẩu lên được. Các bác này phải trèo lên trên lấy cái dây cờ sao đây. Hiện bây giờ thì trước mắt Hội Sen đang thấy các bác đang kéo cái dây tời từ bên trên xuống dưới để cuộn vào bên trong. Đây, cái dây này đang cuộn vào cái mảnh sắt này rồi, những có cái dầm ngang này để tiếp tục vừa tời và cẩu lên các cô chú anh chị. Bác đã hoàn thành móc vào rồi, bây giờ hạ cẩu xuống và máy tời vừa cẩu lên thôi. Liệu rằng thì kéo cái này lên có thể nào kỳ tích sẽ xuất hiện không cả nhà? Mong chờ kỳ tích xuất hiện tại đây nha cả nhà. Thì hôm nay thì cũng có rất là đông người nhà, người ta đã đến đứng ở bên ngay chỗ máy cẩu này, cũng như là mé bên này, bên Lâm Thao cũng rất là đông. Thì lúc đấy họ Sen thấy cũng khá là đông mọi người đứng ngóng chờ. Họ Sen cũng chia sẻ với cả nhà mình biết vì người ta đã sốt ruột. Thì có thầy bảo là người nhà người ta vẫn còn lây quay ở khu vực cây cầu Phong Châu, thì cũng có các bác xuống bưới và đi tới đi lui để tìm, mong sao họ phát hiện được cái địa điểm đó để tìm kiếm được người thân của họ. Vâng, và ngay lúc này thì Hồ Sen đã thấy được cửa cẩu bên trên đã hạ cái móc cẩu xuống, sẽ tiếp tục tiến hành để cẩu những phần còn lại của cái dầm cầu của ngày hôm nay đã phần nổi lên. Thì các bác đang ở đây sẽ móc cáp vào để cẩu nốt cái phần này lên các cô chú anh chị ạ. Thì bây giờ Hồ Sen đang cầm máy quay cũng không tới giờ ra được các cô chú anh chị. Hôm nay là chiều chủ nhật nha các cô chú anh chị, là ngày 27 tháng 10. Thì Hồ Sen cũng nói lúc đầu nếu như mà Hồ Sen kịp làm cái video này thì Hồ Sen sẽ chia sẻ lên luôn, còn không thì Hồ Sen sẽ chia sẻ sáng ngày 28 nha các cô chú anh chị. Bây giờ thì cái máy của Hồ Sen cũng đang chuẩn bị hết pin này, không biết có quay được trọn bộ hay không, mong cả nhà mình thông cảm. Bây giờ thì đã móc vào đây, bắt đầu máy tờ bên trên là khởi động rồi, cái dây đã nhúc nhích rồi.
máy của Hòa Sen đã chuẩn bị hết pin này các anh chị. Mong sau thì quay trọn bộ này để các cô chú anh chị mình cùng theo dõi nhé. Vâng, hiện bây giờ thì Hòa Sen đang thấy cái tời bên trên và cái cẩu đã gị cái phần còn lại của cái mấu cầu đã lên được một phần nào nè. Các cô chú anh chị mình thấy từ sáng giờ cái cầu này nó nằm ở dưới nước, nó có cái vệt không ạ? Đây cái vệt đen đây, đây nửa đen nửa trắng đấy, là nó nằm ở phần dưới nước. Thì hiện bây giờ thì cái tời và cái cẩu đã cẩu lên bên trên rồi, cái mực nước vẫn còn đây, cái vết ướt của cái cầu này vẫn còn các cô chú anh chị. Khi nãy Hòa Sen chia sẻ thì cái mấu cầu nó nằm bên dưới, cái dầm sắt này nằm bên dưới này, nghe cho các bác này đứng nè. Đấy, bây giờ đã lôi dần lên trên rồi nè. Đấy, thấy thế nó cũng không nhỏ thế nào các cô chú anh chị ạ. Nó vẫn ba cái dầm dọc và một cái khối bê tông khá là nặng nè, kéo lên trên bên trên rồi đấy. Thấy trước mắt thì các cô chú anh chị mình cũng thấy cái vết nước nè, cái dấu tích của cái nước còn lại đây. Đây, nó nằm ở dưới nước nữa, trên ở dưới đây, cái chỗ này vẫn còn ướt nè. Thì bên trên thì vẫn tiếp tục gị. Mong dần các bác chiều hôm nay gị này lên có kỳ tích xuất hiện như thế nè. Cẩu và tời đang kéo đây. Vâng, theo cái góc nhìn mà Hồ Sen chia sẻ đến các cô chú anh chị thì hiện bây giờ cái tờ và cái cẩu bên trên đã cẩu và kéo đã lệch chuyển cái phần còn lại của cái cầu. Đây là trước mắt thì Hồ Sen nghĩ đây là phần cuối của cái nhịp cầu số 1 các cô chú anh chị. Khả năng là thế vì các bác đã bảo là hết nhịp cầu số 1. Thì Hồ Sen nghĩ chắc là đã hết thật. Đây, cái đoạn này là đoạn cuối rồi này. Còn ở dưới này thì không thấy dây mơ dễ má gì hết các cô chú anh chị ạ. Khả năng sự thật hôm nay là cái nhịp cầu này là nhịp cầu số 1 đã hết rồi. Vì mấy lần trước thì Hồ Sen cũng nghĩ là đã hết nhịp cầu số 1 nhưng mà không phải. Cái đó là nhầm. Với lại các bạn kia chia sẻ là không đúng sai sự thật. Còn đây khả năng là hết nhịp cầu số 1 vì không có dây mơ dễ má, cũng không còn cái phần nào bên dưới các cô chú anh chị ạ. Và cái phần này cũng khá là to, cũng không phải là bé đâu. Khá là to và nặng. Và các bác hiện bây giờ cũng đang lay quay tiếp tục cái công tác triển khai. Hiện bây giờ cũng là chiều rồi, sắp sửa các bác nghỉ ngơi. Không biết là liệu rằng là các bác có cẩu hết cái phần còn lại này lên hay không, hay là các bác phần lại ngày mai. Thì Hồ Sen cũng chưa biết được. Thì nếu như mà Hồ Sen quay để chia sẻ cả nhà, nếu mà kịp thì Hồ Sen sẽ chia sẻ lên trên kênh của Hồ Sen trong ngày hôm nay luôn. Nếu mà không kịp thì Hồ Sen để là sáng ngày 28 nha các cô chú anh chị. Nếu như không kịp, đấy là Hồ Sen chia sẻ như thế. Còn các bác cẩu lên thì Hồ Sen sẽ chia sẻ luôn. Mong rằng các cô chú anh chị mình theo dõi kênh thì đừng quên giúp cho Hồ Sen xin một like cũng như một lượt chia sẻ nè. Để lại một lời bình luận như là cầu nguyện cho những ai không may mất nạn trong cây cầu. Liệu rằng buổi chiều hôm nay kéo cái này lên có phát hiện một cái gì bên dưới hay không? Hồ Sen rất là mong và ngóng chờ nhiều ngày, cũng muốn chia sẻ đến cả nhà mình. Để khi mà kéo phần nhịp cầu số 1 này lên, liệu rằng có phát hiện một nạn nhân nào ở bên dưới này hay không? Hồ Sen cũng rất chi là mong phát hiện được 3-4 người gì đó các cô chú anh chị ạ. Vì người nhà người ta đã sốt lắm rồi. Hồ Sen đây đã truyền tải thông tin cũng đã sốt chuột lắm rồi, đừng nói chi người nhà. Thì bây giờ quay lại cái câu chuyện mà tại sao Hồ Sen nói là dịch chuyển rất là nhiều, thì các cô chú anh chị cũng thấy khi nãy Hồ Sen chia sẻ là cái góc quay bên khác, bây giờ góc quay khác này bùn đất rất là nhiều, rất chi là nhiều. Khi nãy cái dầm ngang này là nó nằm bên dưới nước các cô chú anh chị, đấy, bên dưới cái thuyền này, thì bây giờ đã kéo nó lên hẳn lên khỏi mặt nước rồi. Đấy, dần dần thì bây giờ cũng đã được lên rất nhiều rồi. Thì bây giờ là chờ tối rồi các cô chú anh chị. Mong sau thì các bác cẩu nốt luôn cái này lên. Nhưng mà em thấy đây cho 4 cái dầm này khá là nặng rồi. Cần cẩu là em đang thấy hạ cái cần cẩu xuống rồi. Không biết là có cẩu nữa hay không. Thì Hồ Sen xin phép chia sẻ qua bên cái cầu phao Phong Châu. Thì bây giờ thì chờ đợi thôi các cô chú anh chị. Chờ đợi bên trên để xử lý cách nào nhé. Hồ Sen xin phép chia sẻ về cái cầu phao Phong Châu.
Hiện bây giờ thì cầu phao Phong Châu đã tan tầm, cũng như là đến giờ các bác đi làm về, mà hôm nay là Chủ nhật không có học sinh các cô chú anh chị ạ. Nếu mà có học sinh thì rất là đông á. Hiện bây giờ thì chờ tối các bác. Các cô chú anh chị cũng thấy trước mắt là cái ánh đèn đã lên rồi. Đấy, đèn đường đã lên rồi. Và cầu phao hiện bây giờ thì cũng không đến nỗi ùn tắc hay là quá đông. Thì trước mắt họ sang thấy là một làn xe ô tô, một làn xe máy, đường lưu thông rất bình thường, cũng không có hiện tượng gì quá đông. Và bên xa xa kia thì họ sang chia sẻ luôn cả nhà mình là đã về sẵn những cái con tàu như thế này để phụ trục vớt. Và họ sang đó bắt được thông tin cũng như là nghe ngóng được là các bác bảo là vài hôm nữa xong cái nhịp cầu này thì các bác lại về thêm vài con tàu khủng nữa để phụ trục vớt của cái phần còn lại của cái nhịp cầu thứ hai của cầu Phong Châu nha các cô chú anh chị. Bây giờ thì tiếp tục Hồ Sen chia sẻ bên cái cầu Phong Châu đang chỗ đang trục vớt nha. Hiện bây giờ thì Hồ Sen đang thấy là dịch chuyển khá là nhiều và các bác cũng đang cố gắng để tời nó vào bên trong và cũng sẽ cẩu nó lên. Đây cái cần cẩu móc đây để xem là có cẩu nữa hay không. Thì nếu đúng ra thì các bác làm chắc chi là sớm, thì giờ này chắc cũng đến giờ nghỉ ngơi. Nhưng mà không biết là có cẩu này lên nốt hay không. Thì Hồ Sen cũng đã chia sẻ đến các cô chú anh chị, chỉ mong sao là cẩu và trục vớt những cái phần này lên và phát hiện những người bên dưới phải chăng phát hiện cái gì hay không. Mà các bác ở đây lội xuống đây đây, Hồ Sen rất là mong phát hiện cái gì cả nhà ơi. Bây giờ chờ tối rồi, quay nó không được rõ lắm cả nhà. Trời thì đang mưa nhẹ. Còn cái mực nước thì Hồ Sen cũng đã chia sẻ với cả nhà mình á. Hiện hôm nay thì cái mực nước nó đang rút xuống rất chi là cạn so với lại mực nước ngày hôm qua. Thì hôm nay đã xuống rồi. Sáng cũng có lên nhẹ nhưng mà bây giờ lại xuống lội cái cồn cát này ra các cô chú anh chị ạ. Và khi nãy thì cũng có người nhà, người ta nghe được thầy bảo là lanh quanh ở đây thì người nhà cũng đã đi xuống dưới này bới móc vẫn tìm kiếm ở trong cái sự mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện. Thì ở đây ngay cái chỗ này nè cô chú anh chị ạ, hôm trước thì Hồ Sen nghe được là các bác thợ lặn là bảo cách cái chân cầu xuống 50m thì nằm ở chỗ này lên trước một tí ở dưới mé nước ấy, là cái nhịp cầu thứ hai đường nằm ở dưới bị vùi lấp chắc chi là nhiều bùn đất và cát phù sa. Thì liệu rằng thì một ngày hai ngày tới thì các bác bên trục vớt có khó khăn gì trục vớt hay không. Thì Hồ Sen cũng mong sao bên trên thượng nguồn không mưa, thì lượng nước đổ về ở đây rất là ít, thì để cho các bác triển khai công việc nó im xuôi suôn sẻ để trục vớt và đẩy nhanh cái tiến độ trục vớt cái cầu lên để tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Hiện hôm nay thì Hồ Sen chia sẻ luôn, thì các cô chú anh chị đã theo dõi rồi thì các cô chú anh chị đã biết rồi, còn cô chú anh chị nào chưa theo dõi thì chưa biết thì Hồ Sen chia sẻ luôn. Chỉ tìm được 4 nạn nhân mà thôi, bây giờ thì vẫn còn lại 4 nạn nhân hiện đang mất tích chưa tìm đâu. Và người nhà người ta vẫn đang thuê máy múc cũng như là tìm vị trí để múc và tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. Và hôm qua thì Hồ Sen cũng đã nhận được thông báo từ bên các bên truyền thông cũng bảo là tạm dừng tìm kiếm những người mất tích còn lại nha các cô chú anh chị. Nhưng mà người nhà thì vẫn tiếp tục tìm kiếm thôi. Thì đã nhiều ngày tháng rồi rất chi là sốt ruột mà còn phải tìm kiếm bằng cách nào đó, nghe ngóng chờ đợi thì phải tìm kiếm thôi các cô chú anh chị. Không hiểu là các bác có cẩu nữa hay không, nhưng mà Hồ Sen thì thấy cái cần cẩu này đang kéo dần lên bên trên. Khả năng là Hồ Sen nghĩ là chắc cái cẩu này đang dở lên trên, chắc là xếp cẩu lại nghỉ hay sao á. Trời bây giờ cũng đang muốn mưa các cô chú anh chị. Còn bên dưới thì Hồ Sen thấy bên dưới thì các bác cũng khả năng là các bác cũng đã đi vào hết rồi. Vì nếu mà làm thì phải thấy đông người. Khả năng là bây giờ là chiều rồi các bác, cô chú anh chị ạ. Rồi, cần cẩu bên trên đã ngưng hoạt động, không còn tiếng máy nổ, không còn âm thanh của động cơ nữa rồi.
khả năng là đã nghỉ hay sao á. Thì vâng, họ Sen cũng tạm dừng video đây, mong sao